Chủ chó nghĩa là đâu? Chủ chó đâu bác nhỉ? Đấy. Anh à? Chưa, không phải chủ đâu. Em Minh ơi. Em Minh ơi. Chó nhà ai đấy? Chó nhà ai đấy? Tưởng bên kia bên này nữa à? Con bò này bán nào anh? Đội này này. Là 4 triệu, hai con này, con nào, con này được à? Cái. À, con này con cái. Cái con trong kia được. Con này con cái, con trong kia con đực, cái đẹp hơn đực nhỉ? Con này 4 các bạn, 4 triệu. Vẹn hổ. Bạn này mới hổ kinh này. Đấy. Con này giờ đinh cái các bạn, cầu cái này. Mặt hổ này, đấy, thấy chưa? Giá là 4,5 triệu. Cũng cọc quả quýt các bạn ạ. Nhìn cái lông mặt rất là chất. Ngồi cuốn chân hết nè. Giải cứu em này nè. Đấy. Này là xù tai dựng. Đèn tuyền đấy các bạn ạ. Mặt gấu luôn này. Và đây khả năng là rẻ, giá trên chục thôi. Giá có vẻ là rẻ. Rồi, đây có một em đỏ tuyền đấy này. À không phải, ngực trắng các bạn. Đấy. Vâng. Đỏ tuyền. Vền hổ đốm lưỡi không nha. Nào các con, các con nào 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 xem răng xem nào, kiểm tra nào, bác sĩ nha khoa đây nào. Bạn kia là đốm lưỡi này, bạn này đốm lưỡi hết này. Đây. Đấy, bạn nào cũng đốm lưỡi hết các bác ạ. Bạn này thì có giá 4 triệu. Bạn lớn hơn thì giá 4,5 triệu. Đấy. Tuyền hàng đẹp thôi các bác ạ. Đấy, bác nào mà yêu thích em nào nhớ liên hệ bạn công tác viên để hỏi giá xem giá luôn. Đúng rồi nhỉ. Em bảo ra bảo anh Minh để nhờ giới thiệu mấy con chó này giá như nào. Mình nhiều con quá nên mình không nắm rõ, mình chủ hỏi chủ chó biết được các bạn. Đấy. Nên là chủ vợ chó. Đây đàn này anh. Con này còn 9 triệu. Được 4 triệu cái này. Con này 4 triệu rồi tinh cái. Bạn này gần 3 tháng rồi, đuôi những cái chổi luôn. Đấy, chổi bông. Cái đen tuyền. Con này đốm này. Con này. Con này 5 triệu. Con này. Con này 6 triệu. Cọc vàng xù. Không phải xù quá, xù bông bông tí thôi. Đấy, bông bông tí. Cọc này lưỡi, cọc được lưỡi gần như lưỡi thép này. Lưỡi gần như lưỡi thép này. Rồi. 4 triệu rồi. Con này 4 triệu à? Con này 4 triệu. Nó tưởng lương chục. Rồi ok anh. Con này. Đực đỏ nhá. Đực đỏ. Đỏ trắng phớt trắng ở ngực này. Trắng ngực. À. Đấy, 9 triệu. Người mặt rất chân. Đây, bạn này là giá mềm nhất này, xù giá mềm nhất, xù đỏ. Chân tay rất to, mặt vuông vâng. Vuông luôn. Bạn này mắt lồi này. Rồi cảm ơn anh nhé. Có bác nào hỏi em sẽ liên hệ anh bác giúp luôn. Đây lại một em vện hổ à. Cu hải à. Đấy. 3 triệu sờ đuôi nó thế này. Thôi 3 triệu để anh thêm ít riêng nữa nhá. Đôi ly khi chém cũng hay phết đi các bạn ạ. Xù xù à. Này xù mới đẹp này. Đấy, xù này khả năng là đẹp nhất chợ. Bạn này được
Xù bà này là xù chân đẹp nhất này. Với tội màu lông nó hơi nhạt. Nhờ cái mặt này. Đấy, nhìn cái mặt rất là yêu luôn các bác ạ.